Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh giới thiệu dịch vụ viễn thông điện lực là điện thoại cố định không dây thế hệ mới với nhiều tính năng như một điện thoại di động, kiểu dáng đẹp, giá cước cực rẻ, miễn phí lắp đặt, miễn phí máy điện thoại, miễn phí hòa mạng, đàm thoại quốc tế tốt, cước gọi quốc tế chỉ có 1.800 đồng cho một phút thu cước tại nhà. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ các điện lực khu vực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi số máy 22111144 để được phục vụ miễn phí. EVN Telecom, kết nối sức mạnh.